Ở trong tư liệu của các thầy cô thì thầy Phương đã gửi cho các thầy cô cái file story cơ bản này. Đó. Ở trong file story cơ bản này thầy Phương cũng chia sẻ một cái bài giảng e-learning mà thầy Phương làm năm ngoái. Bài này thực ra là lúc đầu thì nhà trường nói rằng là vì trường trường thầy Phương nó là trường tư thục mà không muốn là dành quá nhiều thời gian bởi những cái công việc như những cuộc thi ở sở thì thật ra mà nói nhà trường người ta không có quan tâm đến các cuộc thi ở sở và người ta muốn là mình thôi làm một cái bài gì đấy để mà nộp cho xong đi cho hoàn thành trách nhiệm với lại sở đi đấy, nhưng mà thực ra mình lúc đầu thì cũng định như thế vì cuộc sống các thầy cô biết rằng là nếu mà giáo viên ở nếu mà dạy ở trường viên ấy, thì họ rất là bận cho nên là đến ngày thứ hai là phải nộp bài rồi mà mình thứ sáu mình vẫn chưa chưa làm bài đó thì định cũng là thôi thì lấy một cái bài nào đó trước đây ra xong rồi chỉnh sửa đi tí rồi làm nhưng mà sau bảo thôi vậy thì mình sẽ dành thời gian chiều thứ sáu với lại 2 ngày cuối tuần để mình làm cái bài giảng này. Bài giảng này nó chưa được thực sự mong muốn của thầy Phương bởi vì quay toàn quay đêm thôi, quay đêm lúc khoảng nửa đêm cho nên là video rồi là các cái hình ảnh cái thứ nó mình quay nó không được tốt, nó hơi mờ, đồng thời là cái sắc mặt nó quá mệt mỏi cho nên là làm cái video này nó không được được tốt lắm. Tuy nhiên là bài giảng này cũng được giải nhì thành phố Hải Phòng năm vừa rồi. Cho nên là chia sẻ với các thầy cô để hôm nay là giới thiệu về phần mềm thiết kế bài giảng phần mềm làm phim thì thầy Phương xin nói xuất phát từ cái phần là một bài giảng e-learning thì nó sẽ cần những cái gì. Sau đó chúng ta thấy là tất cả những điều mà chúng ta học được học ở trong cái khóa học này nó đều có ý nghĩa của nó. Các thầy cô nào đã xem cái bài giảng này rồi ạ? Thầy cô nào đã xem cái bài giảng này mà thầy Phương gửi cho thầy cô rồi ạ? Có ai đã xem chưa? Rồi, thế thầy Phương sẽ không 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 nói về cái này nữa nhé. Nhưng mà vậy thì các thầy cô ngày mai chúng ta sẽ xem lại cái bài giảng này. Đại loại là ý của thầy là như thế này, là chúng ta để có một cái bài giảng e-learning vì thường các thầy cô bây giờ đang hay quan tâm đến việc là thi thiết kế bài giảng e-learning đúng không? Thì để cho một cái bài giảng nó hấp dẫn ấy, nó có chất lượng tốt ấy, thì chúng ta thường phải có mấy cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là cái bài giảng đó là nó phải cái âm thanh ghi nó phải trong trẻo đúng không ạ? Âm thanh thì nó phải trong trẻo, hình ảnh quay video nó phải đẹp đúng không ạ? Thầy cô thấy đúng không ạ? Như vậy thì muốn làm được những cái điều đó thì chúng ta cần phải biết sử dụng các cái phần mềm làm phim, làm âm thanh để khi mà mình quay xong thì mình có thể dựng lên thành những video bài giảng đẹp, được chưa? À, thầy Phương bật cái phần quay rồi ạ. Chúng ta phải phải làm nên những cái bài giảng mà nếu như mà tiếng ghi âm mà nó bị re đúng không, nó bị lẫn tạp âm thì dù có giảng hay đến mấy cũng không thể đạt giải cao được đúng không? Như vậy thì các thầy cô cần phải biết cách ghi âm, ghi hình và dựng phim. Đấy, sau đó thì chúng ta lại cần phải biết đến một kỹ thuật là kỹ thuật sử dụng phần mềm để thiết kế bài giảng e-learning. Vậy thì trong tuần này thầy Phương sẽ giúp thầy cô những điều đó. Một là các thầy cô biết cách ghi âm, ghi hình để làm những đoạn phim giống như studio ở bên trên truyền hình ấy. Đấy. Và sau đó thì biết dùng phần mềm làm bài giảng e-learning để các thầy cô làm. Được không ạ? Mọi người thấy thấy cái phần nội dung như vậy mọi người có muốn học không ạ? Những ai mong muốn được học những nội dung đó trong tuần này ạ? Ok, cho nên là trong tuần này thầy sẽ chia sẻ với thầy cô những điều đó, được chưa ạ? Hôm nay và trong ngày hôm nay thì thầy sẽ bật mí về những thầy cô mà có lẽ là bình thường thì mọi người sẽ không chia sẻ cho các thầy cô đâu ạ. Đặc biệt là khi mà những khóa học miễn phí như này thường sẽ không ai chia sẻ những điều như ngày hôm nay thì Phương chia sẻ với thầy cô nhé. Cho nên là ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với thầy cô một số cái bí mật của thầy Phương khi mà làm video rồi cái cách để các thầy cô có thể quay phim dựng hình một cách chuyên nghiệp, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đã sẵn sàng để học chưa ạ? Những ai đã sẵn sàng rồi nào? Ok, vậy chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên này, các thầy cô sẽ mở cho thầy cái này. Các thầy cô mở cho thầy phần storyline cơ bản nha. Học storyline cơ bản, các thầy cô mở ra đi ạ. Nha. Ở trong đây các thầy cô vào tư liệu học storyline cơ bản. Đấy. Và các thầy cô mở cái
PowerPoint là phòng chống xâm hại này ra. Mọi người mở ra đi ạ. Các thầy cô sau khóa học này sẽ thấy rằng là những ai mà không được học thì sẽ thấy rất là tiếc, đúng không ạ? Rất là tiếc nếu sẽ không được học khóa học này, bởi vì là khóa học này thì Phương thực sự là cái mong muốn của mình là sẽ giúp cho mọi người từ những người mù mờ nhất về công nghệ thì sau khóa học này sẽ là những người tự tin để sử dụng công nghệ vào dạy học. Cho nên là thực sự áp lực của thầy khi rất lớn khi mà chúng ta làm một khóa học mà chỉ trong có 10 buổi. Mỗi ngày mỗi phần mềm mà mang ra chỉ được dạy trong vòng hai buổi, mà hai buổi đó lại phải giúp mọi người làm được việc, thì đó là một cái áp lực mà thầy Phương đặt ra để khi xây dựng cái bộ tư liệu này cho các thầy cô học. Và cho nên là chúng ta sẽ phải cố gắng học hết sức mình các thầy cô nhé. Chúng ta mở cái phần bài PowerPoint đó để đi phòng chống xâm hại rồi, các thầy cô yên tâm thì đã ghi màn hình rồi nha. Rồi đây, bài phòng chống xâm hại đây. Các thầy cô thấy này, để thiết kế một bài giảng e-learning, thầy Phương này lấy hôm nay sẽ lấy lại cái ví dụ về cái bài này. À, nhưng mà chắc chắn là cái cách tiếp cận nó sẽ mới hơn đấy. Vì tháng 3 thầy đã dạy cho khoảng độ 500 thầy cô về thiết kế bài giảng e-learning bằng phần mềm Storyline này rồi. Cũng là một khóa học miễn phí. Và 500 người đã được tiếp cận nó và đã làm có thể thành thạo để làm bài giảng rồi. Ngày hôm nay thì thầy sẽ sử dụng lại cái tư liệu này và thầy sẽ hướng dẫn các thầy cô để các thầy cô làm tốt hơn nữa. À, về cái phần mềm này được chưa ạ? Thế thì các thầy cô thấy này, về cách cách để chúng ta có thể làm nên những bài giảng e-learning mà đạt giải cao nhé, các thầy cô nhé, chúng ta cần phải biết những điều này. À, về cấu trúc cơ bản của một bài giảng e-learning thì nó sẽ có cái là gì, là sẽ có trang đầu, cái quy định từ sở giáo dục, người ta quy định các thầy cô sẽ đánh lại giống như thế này đấy. À, sau đó thì đến phần thường là có video giới thiệu bài, sau đó rồi là đến một vài câu hỏi gì đó, hoặc là vào đến là phần từng nội dung bài học, từng phần phần một thì chúng ta dạy ở trên lớp như thế nào, thì các thầy cô có thể thiết kế nó thành PowerPoint như thế. À, tại sao thầy Phương lại lấy một cái bài như này để hướng dẫn cho thầy cô mà không lấy bộ môn toán hay tiếng Việt gì đó? Bởi vì lớp của chúng ta là từ mầm non cho đến cấp 3. Đấy, cho nên là mỗi người một chuyên môn khác nhau thì lấy cái ví dụ như thế này là cái ví dụ chung chung về xã hội thì mọi người sẽ đều hiểu hơn. Cho nên thầy không lấy về chuyên sâu về một cái bài nào đấy mà lấy một cái bài chung chung như này. Thì mọi người để có một bài giảng chất lượng nhé, thì các thầy cô sẽ làm như sau này. Đầu tiên chúng ta thiết kế cái bài, có thể dùng PowerPoint để thiết kế. Vì thường các thầy cô là những bài giảng mà để làm bài giảng e-learning ấy là chúng ta sẽ dùng sẵn những cái PowerPoint có sẵn rồi, đúng không nào, để làm, chứ còn mọi người thường ít làm mới. Và có những cái bài mà đặc biệt là những bài mà hay đi thi ấy, đúng không, đi thi mà đã đạt giải thi giáo viên giỏi rồi thì thường hay lại lấy những bài đó ra để làm. Thì ok, chúng ta có PowerPoint này, sau đó các thầy cô sẽ phải định hình là từng trang trang một nó sẽ có cái gì. Ví dụ trang đầu là nội dung như này, trang thứ hai là phần giới thiệu bài. Đấy. Giới thiệu bài thì các thầy cô sẽ để đây, chẳng hạn là mình định đây là một cái video giới thiệu bài thì cứ đánh vào đây là video giới thiệu bài. Đã sang trang thứ hai là mình định làm về cái gì, chúng ta đưa nội dung vào. Sang trang thứ ba làm gì, như vậy chúng ta đánh hết nội dung vào. Xong đến một cái trang nào đó, giả sử mình muốn đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm thì các thầy cô cứ đánh nó ở trên Word như này, đây câu hỏi trắc nghiệm ABC như này, ví dụ như thế, được chưa? À, xong trang này thì các biện pháp xử lý xâm hại thì mình muốn đưa một video thì mình có thể đưa ra là đây là chữ gì ạ, chỗ này có một video. À, mình chưa cần phải đưa video vào nhé, mình chỉ cần đánh những thứ mình muốn đưa vào trong bài giảng của mình cứ đánh hết nội dung của nó vào, kể cả những cái ảnh này. Giả sử mình chưa tìm được nhưng mình ý tưởng của mình là có một ảnh về xâm hại bằng lời nói thì mình sẽ đề ở đây, đơn giản là gì, là mình sẽ đề vào đây cái chữ là gì, ảnh xâm hại bằng lời nói chẳng hạn đó. Đấy, ảnh này là ảnh gì, ảnh này là ảnh gì, hoặc chỗ này có video gì, mình cứ đánh bằng văn bản trước, coi như để mình lên một cái bản kế hoạch, được chưa, là trên cái bài giảng e-learning của mình sẽ có gì, thì bây giờ mình cứ đánh hết nó vào đây. Đấy. Nhưng ai hiểu cái ý tưởng này ạ? Ai hiểu cái ý tưởng này của thầy ạ? Thì hãy đánh vào. Đấy, đấy là bước 1, được chưa? Bước 1 là chúng ta định bài giảng của mình có cái gì. Thì thầy cô đánh hết nó lên trên slide này đi, chưa cần phải tìm kiếm hình ảnh, chưa cần quay video, chỉ cần đề như này được rồi, được chưa? Đây là bước 1 nha. Tôi nói lại này, giờ viết dần đi cũng được. Các bước để làm bài giảng
e-learning đạt giải cao. Những cái bước này khi thầy Phương hướng dẫn các thầy cô biết không, rất nhiều thầy cô đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia. Giải nhất thì chắc phải tầm hơn chục người rồi, nhì, ba cũng rất nhiều. À, nhưng những học trò của thầy là đạt những cái giải như vậy. Chỉ cần dùng những biện pháp đơn giản này thôi thì mọi người sẽ làm được cái bài giảng chất lượng nó cao hơn nhiều so với là bình thường mình làm theo theo kiểu là mình không không có kế hoạch đấy, đúng không ạ? Thì bước một này là chúng ta phải là có thể dùng PowerPoint đi nhé, dùng PowerPoint để định hình là nội dung của từng slide. Dụ như là trang 1 là gì? Đấy, xong đến trang 2 là gì? Đấy, chúng ta là phải viết, phải đưa những nội dung đấy ra. Đấy, trang nào là câu hỏi? Trang ví dụ trang 5 là câu hỏi. Đấy, chẳng hạn như thế. Nội dung là gì? Mình phải đánh hết nó ra, hiểu chưa? Từng trang một thì sẽ cần những cái hình ảnh, cái video gì. Đấy, mình cứ viết nó ra lên trên trang. Đấy. Thấy chưa? Mọi người đã hiểu cái này chưa nhỉ? Đấy, thì đây, đây là một cái bản nháp như thế này. Trang 1 mình sẽ như thế này, trang 2 là video, trang 3 là hình như thế này. Trang này là câu hỏi, trang này video, trang này tài liệu tham khảo. Ok chưa mọi người? Mọi người ok chưa? Sau khi mà chúng ta đã định hình được như thế này rồi thì chúng ta đến bước 2. Bước 2. Bước 2. Bước 2 là viết lời giảng cho từng slide vào phần nốt của slide đó. Đây mọi người nhìn này, thầy lấy ví dụ đơn giản thôi vì bài này chỉ là bài demo cho nên là thầy viết đơn giản để mọi người hình dung ra. Ví dụ cái trang 2 này là mình có một cái video giới thiệu bài. Vậy thì trong video đó mình muốn nói cái gì thì các thầy cô thay vì mình đang viết ra giấy, các thầy cô đánh trực tiếp xuống cái phần nốt của PowerPoint này. Đây này, mỗi cái PowerPoint các thầy cô nhìn nha, đây nếu ai chưa có cái phần nốt này mọi người sẽ nhìn thấy này. Nó như này, mình rê chuột xuống dưới này nhé. Rê chuột xuống dưới này thì mình sẽ thấy rằng là nó sẽ con trỏ của mình ấy, nó sẽ thành cái mũi tên hai đầu như này. Mình sẽ kéo nó lên. Kéo nó lên thì sẽ có một cái phần khoảng trống ở dưới này và mình sẽ đánh nội dung vào cái khoảng trống này. Đấy, đánh nội dung vào đây. Như vậy trang 1 mình định giảng cái gì? Mình đánh vào đây. Sau đó đến trang 2, sau khi viết được như thế rồi đúng không? Trang 2 mình định nói cái gì? Mình đánh vào đây. Đấy. Trang 3 mình định nói cái gì? Mình đánh vào xuống dưới này. Mọi người hiểu ý không ạ? Nhưng ai hiểu chỗ này đánh hiểu ạ xem nào. Những ai từ trước giờ các thầy cô soạn bài giảng e-learning mà các thầy cô không viết xuống đấy ạ? Có ai không viết xuống đấy không ạ? Có ai hôm nay mới biết rằng là có chỗ để mình viết lời ở dưới không ạ? Đấy, có những cô thầy cô chưa từng soạn bài đúng không? Ok, mọi người sẽ ngày kia thì sẽ biết soạn bài. Đấy, mọi người hình dung lại này. Phần nốt nó là cái phần này. Đấy, mình kéo nó sẽ xuống dưới này, bình thường mình sẽ không nhìn thấy đâu. Nhưng mà mình sẽ kéo xuống ở bên này, mình kéo lên thì sẽ thấy có một cái khoảng ô trống để mình đánh nội dung vào đây. Đấy, có những thầy cô thì biết cái nốt nhưng chẳng biết dùng để làm gì đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì đấy, khi chúng ta giảng bài chúng ta cũng làm thế. Hoặc này, các thầy cô không phải soạn bài giảng e-learning đâu nhá. Nhưng mà nếu giả sử các thầy cô mà đi thi giáo viên giỏi nhá, thầy Phương cũng bật mí luôn là cái bí mật mà thầy Phương đã giúp rất nhiều thầy cô thi giáo viên giỏi đạt nhất cấp tỉnh rồi đến cấp quốc gia này. Thầy Phương cũng có học sinh thi giáo viên giỏi nhưng không phải thi bài giảng e-learning đâu nhé. Đấy, đạt giải nhất cấp quốc gia nhé, các thầy cô nhé. Thì như sau này, ví dụ như là các thầy cô cũng soạn một cái bài PowerPoint, toàn bộ nội dung PowerPoint ở đây nhé. Nhưng các thầy cô đừng đánh cái phần gọi là cái phần lời giảng ấy, các thầy cô có một số cũng viết kịch bản vào bên trong Word đúng không? Ví dụ như là trong giáo án đấy thì đánh rõ chi tiết rằng là giới thiệu bài mình nói cái gì đúng không? Được chưa? Vậy thì các thầy cô thay vì mình đánh vào trên Word
các thầy cô đánh trực tiếp cho thầy Phương lên đây này, ví dụ là các thầy cô đi dạy dạy giỏi đúng không, ở trang này mình định nói cái gì các thầy cô đánh vào, đánh hết xuống đây được chưa nha, đánh hết xuống dưới này, trang 2 nói cái gì đánh hết đây, sau khi đánh xong này bắt đầu chúng ta mới đọc lại từ đầu đến cuối, trang 1 mình đọc mình nói như này đúng không, trong trang 2 mình nói như này, lúc đấy mình mới nhìn là à cái chỗ giữa trang 1 với trang 2 thì mình chuyển chuyển ý ấy. Nó đã ổn chưa, nó đã hay chưa, đấy mình thấy cái câu chuyển ý giữa lời giữa trang 1 và trang 2 khi mình trình chiếu slide mình chuyển nó đã hay chưa, nếu chưa hay thì mình sửa lại cái lời mình nói, như vậy mình phải hình dung ở trong đầu mình là khi mình đứng trước học sinh ấy, mình nói những từ ngữ nào thì mình đánh hết vào đây, đây cô hiểu không nhỉ, và sau khi mà mình đánh hết toàn bộ những lời mình giảng cho từng slide một, mình toàn bộ slide này mình định nói những câu gì, thầy cô cứ đánh hết vào đây nhá, nhớ nhá, mình định định giảng bất kỳ một cái lời nào phải đánh hết vào đây đã, sau khi đánh vào đây rồi bắt đầu mình mới đọc đi đọc lại, thậm chí là gì một số các thầy cô đi thi gọi là giáo viên giỏi cấp quận đúng không, thì có cả một hội đồng chuyên môn của trường để cố vấn cho thầy cô đúng không, vậy thì các thầy cô sẽ bảo đây trang này em nói thế này đây mọi người góp ý xem nào, thì có thầy cô nói à cái từ này này là theo chị là em phải sửa thành cái từ này nó mới chuẩn này đấy, hoặc là từ này mới là cái từ mà đắt giá này, khi em dạy em phải nhấn vào cái từ này này đấy, các thầy cô hiểu không nhỉ, vậy thì chúng ta có thời gian bắt đầu mình lại ngồi lại chỉnh lại lượt nữa lượt lại lượt nữa đúng chưa, vậy thì sau khi mà mình được nói như vậy rồi thầy cô đánh vào đây rồi thì bắt đầu khi mà mình trình chiếu lên nha đó đấy, thế thì là mình sẽ thấy rằng là, à mình sẽ biết là, à trang này mình nói gì này, trang này mình nói gì này, chất lượng của từng lời mình phát ra khi mình đứng thì mình dạy bài này nó đều được chắt lọc rồi hiểu chưa, nó chắt lọc đến cái mức mà một cái từ đưa ra đã phải suy nghĩ hàng trăm lần ở trong đầu là có nên dùng cái từ này hay không, cho nên là khi mà mình làm như này mình nói cái câu nào ở trên lớp là nó cứ chất lừ lừ đến câu đấy, mà đến đến nỗi là nếu mà giám khảo ở dưới mà không hình dung ra thì sẽ thấy rằng ồ cô này cô tuyệt vời thế đúng không ạ, cô nói từ nào nó có chất được đến chỗ đấy, nhưng bởi vì sao, bởi vì cô đã viết rất kỹ ở đây, cô đã nghĩ hàng hàng tháng rồi đúng không ạ, thậm chí có phải giáo viên đi thi giáo viên giỏi thì có khi chuẩn bị hàng tháng không, rõ ràng là có thầy cô như vậy đúng không, và thầy Phương hay nói là thực ra thi giáo viên giỏi chẳng qua là thi diễn viên giỏi thôi đúng không ạ, nhưng mà các thầy cô ạ, không phải ở chỗ nào cũng diễn đâu nhá, có những nơi thì thi giáo viên giỏi là diễn thật đấy, có khi là cho học sinh đến tập thật đấy, à, nhưng mà ví dụ như ở trường của thầy không có diễn đâu thầy cô ạ, ở trường ví dụ mà thầy dạy năm ngoái thi này thi rất là bình thường nhá, kể cả là sở giáo dục về bây giờ bình thường như thế nào cứ dạy như thế, một tháng là một kỳ có 4 lần ban giám hiệu dự giờ thì sẽ xuống bất kỳ lúc nào, à, và mọi người sẽ phải dạy như thế và lấy cái bài đó để tính điểm, chứ không có chuyện là biết trước bài đâu, đi thi giáo viên giỏi của hệ thống thế không có chuyện là biết trước bài này, không có chuyện biết trước học sinh đâu được chưa, cho nên là đến cái bốc bài phát vào lớp dạy ok đó, cho nên là nhưng thực sự mà nói một cái bài dạy nếu mà mình nghiên cứu đã định nghiên cứu đến cái mức như thế này rồi thì mọi người thấy rằng nó có chất hơn là cái bài bình thường không ạ, mọi người thấy có chất hơn không ạ, nó chất đến từng câu câu một đúng không nào, cho nên là mà khi mà mình đã hiểu bài dạy của mình một cách thấu đáo rồi thì khi mình đứng lên trên lớp này mình gặp phải bất kỳ cái tình huống nào mình mới ứng biến được, thậm chí nhá các thầy cô thế này, thầy Phương bật mí nốt này là trong cái trang slide này mình phải đặt ra là à, khi mình đặt cái câu hỏi A này thì học sinh nó có thể dự đoán hay nó có thể trả lời những phương án nào, mình phải liệt kê ra, mình đặt câu hỏi như thế học sinh trả lời phương án 1, phương án 2, phương án 3 được chưa, và với mỗi câu trả lời của học sinh đó mình sẽ dự trù một cái phương án mình xử lý như thế nào, có ai làm được điều đó chưa, hay là mình cứ viết ra là mình định nói gì mình cứ viết thế thôi, còn lên lên trên lớp thì nó diễn ra như thế nào mình không chủ động được không ạ, đấy, cho nên là các thầy cô thấy mình muốn đạt đạt giải cao nhé thì đấy là bí mật đấy nhá, thì mình đã định hướng là à, học sinh nó mà trả lời như này mình sẽ có ngay một cái câu phản ứng thông minh, cho nên là tại sao những thầy cô đó khi đứng lớp dạy người ta làm chủ được mọi tình huống đúng không ạ, dự kiến tình huống học sinh nó trả lời như nào mình đã bật được ra rồi, và thậm chí mình đã phải dự trù kể cả nhé một cái mẹo nữa này, đặt những câu hỏi mà mình muốn học sinh nó gặp vào bẫy, sau đó mình lại chính là người gỡ học sinh ra khỏi cái bẫy đó, đó chính là cái điểm tối đa của bài dạy, nhưng ai hiểu ý thầy Phương nói không nhỉ, mọi người có hiểu cái ý của thầy khi mà mình dạy một cái bài để đi thi giảng như vậy không ạ, phải đặt ra một cái bẫy mà học sinh nó phải xa vào cái bẫy đó, thậm chí toàn bộ cái người dự sẽ xa vào cái bẫy đó và mình chính là người lôi nó ra khỏi cái vũng đó, như vậy thì mình mới đạt được giải cao được chưa, còn nếu không ấy, thì cái bài của mình so với những bài khác nó chỉ đều đều thôi được chưa, cho nên là phải tạo ra những cái tình huống đó.
Và tình huống là phải tình huống thật nhá, mình phải đánh được, mình phải hiểu hiểu rõ bài ấy thì mình mới biết là trong cái bài dạy này thì kiến thức nào là kiến thức dễ nhầm lẫn nhất, đúng không ạ? Thì mình lại phải tạo ra tình huống để cho học sinh nó phải sa vào cái chỗ nhầm lẫn đó. Đó, thế thì mình mới có thể là mình có bài giải hay được, đúng không ạ? Được chưa ạ? Mọi người thấy ok không ạ? Đấy chính là bí quyết mà thầy Phương đã đào tạo được rất nhiều giáo viên mà đạt giải e-learning này, hay là thi giáo viên giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố, rất là nhiều người, được chưa? Nhưng mà hôm nay thì thầy bật mí hết với các thầy cô, không giấu một cái gì cả, được chưa? Nhá. Rồi, mọi người hình dung xong bước 2 chưa? Bước 2 là viết lời giảng cho từng slide, có phần nốt của nó. Bây giờ đến bước 3. Bước 3. Bước 3 là bắt đầu mới thu âm hoặc quay video cho từng slide. Nha. Bước 3 là thu âm hoặc là quay video cho từng slide. Đấy, vậy thì đây này, khi mà mình đã có lời cho từng slide này rồi thì khi mình đứng lên quay mình phải nói đúng lại theo cái này. Khi mình đã có lời giảng cho từng cái slide một như này thì mình khi thu âm lại cầm điện thoại lên bắt đầu mình sẽ thu âm cho từng cái này. Được chưa? Đó. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Vì mình đã viết ra rồi mà mình chỉ cần mang ra mình đọc thôi, đọc một cách diễn cảm và ghi lại trong vào trong điện thoại. Đấy. Đứng đây diễn một cách diễn cảm và quay lại video. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Đấy là chính là bước bước 3. Bước 4. Đưa cái dữ liệu, tức là đưa cái file ghi âm rồi file quay video ấy vào máy và dùng phần mềm để, ví dụ như là để này, dùng phần mềm thì nói luôn, dù có thể dùng luôn Filmora đi cho nó nhẹ, là để làm gì, có thể là lọc âm này, lọc âm ví dụ như lọc tiếng ồn đấy, đấy thêm nhạc nền này, hay là đối với video thì mình có thể là gì ạ, tách nền ra để ghép vào cái nền khác, rồi mình cũng thêm chữ, rồi là thêm nhạc nền, rồi vân vân và vân vân, để mình ra những cái video để có thể là tạo ra những cái file ghi âm, những file âm thanh chất lượng. Đó. Những cái video thì là sắc nét và đẹp mắt. Được chưa? Sắc nét và đẹp mắt. Đó. Xong. Đúng không? Sau đó rồi thì bắt đầu bước 5 là dùng phần mềm thiết kế bài giảng e-learning. Mà trong khóa này thì thầy sẽ dạy các thầy cô, ví dụ là phần storyline. Đấy, mọi người có thể dùng như là iSpring này hay là Adobe Presenter. Đấy thì bước này dùng phần mềm nào thì tùy, đúng không ạ? Để đưa nội dung kia vào. Rồi là thiết kế thêm những câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, và phải xuất ra. Như vậy là có một cái bài giảng e-learning chất lượng cao. Được chưa? 5 bước thôi cho dễ nhớ nhé. Nếu tách nhỏ ra thì nó sẽ dài. Thì chỉ nói ngắn gọn này thôi. Đấy, mọi người hiểu chưa nhỉ? Vậy thì trong ngày hôm nay thì thầy sẽ giúp các thầy cô này phần là ghi âm, ghi hình. Đấy, đây thầy giúp thầy cô bước 2 và bước 3 nha. Trong ngày nay và ngày mai thì giúp các thầy cô bước 2 và bước 3 để các thầy cô có thể làm cho nó xịn nha. Được chưa? Lưu cái bài giảng này lại. Đây là buổi 6 rồi đúng không ạ? Ghi âm, ghi hình. À, ok. Và bây giờ các thầy cô sẽ thấy như này. Về phần ghi âm, ghi hình nhá. 21 giờ 13 rồi, tôi nghỉ giải lao mấy phút đi cho các thầy cô. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút nha. 21 giờ 18 các thầy cô nha. Thì các thầy cô đi uống nước, đi giải lao, sau đó thì 5 phút sau. 21 giờ 18 thì chúng ta sẽ quay lại đây. Được chưa? Nha. 21 giờ 18 quay lại.
Dạ.
Ok, các thầy cô ơi, chúng ta sẵn sàng để quay lại chưa ạ? Mọi người đã sẵn sàng để quay lại chưa nào? Và bây giờ chúng ta tiếp tục nha, bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào học cái phần ghi âm ghi hình này. Phần này rất hay đã. Hôm nay bây giờ chúng ta phải học mà nhanh hơn thì mới kịp nội dung của bài nha. Ok. Về phần ghi âm này thì về phần ghi âm các thầy cô ạ, để ghi âm cho các cái bài dạy của mình với thầy cô nhé, thì là chúng ta không cần gì nhiều đâu ạ, chúng ta không cần phải thiết bị gì nhiều, các thầy cô dùng luôn các cái điện thoại của các thầy cô này nhé, thì chúng ta dùng luôn cái này này để mình ghi âm nhá. Thì bởi vì trong cái điện thoại là nó có cái tính năng lọc âm khá là tốt rồi, vì vậy cho nên là chúng ta sẽ dùng chính điện thoại để ghi âm, chúng ta không cần phải dùng cái gì cả, bởi vì ghi âm điện thoại nó rất là dễ. Khi chúng ta ghi âm mà nó hay thì chúng ta giữ lại đấy, còn cái nào mà không hay thì chúng ta xóa nó đi. Mọi người rõ chưa? Cho nên là cái cách để ghi âm thì thầy sẽ không dạy các thầy cô dùng máy tính hoặc là các phần mềm nó sẽ phức tạp, thì cô chỉ cần dùng cái điện thoại này thôi nhé. Vậy thì bây giờ thầy sẽ share cho các thầy cô cái những con thầy cô nào không biết ghi âm điện thoại không ạ, thì các thầy cô đánh vào xem nào, xem có ai không biết ghi âm bằng điện thoại không nào, mọi người đánh vào xem nào. Ai biết đánh số 1, ai không biết ghi âm bằng điện thoại thì đánh số 0 xem nào. À, thấy toàn 1 đúng không? Thì không cần phải nói lại về phần ghi âm bằng điện thoại đấy nhá. Còn nếu ai không biết ghi âm bằng điện thoại thì tốt nhất là mình nhờ mọi người xung quanh để hỏi xem là em ơi hoặc cháu ơi ghi âm bằng điện thoại thì ghi âm như nào nhá. Thì khỏi dạy lại để mất thời gian để phần ghi âm điện thoại được không thầy cô? Nha. Đấy, ok. Rất là tốt. Nha. Thế thì sau khi mà ghi âm bằng điện thoại xong thì các thầy cô sẽ gửi nó vào máy tính, được chưa? Thì có hai cách gửi, dễ nhất này là chúng ta có gửi nó vào Zalo, bởi vì tất cả mọi người đều dùng Zalo đúng không? Các thầy cô gửi nó vào Zalo, được chưa? Đó. Cách thứ hai là chúng ta sẽ gửi vào Gmail. Đó. Cách thứ ba là các thầy cô có thể cắm cái điện thoại này, cái dây sạc ấy, cắm trực tiếp nó vào trong cái máy tính, thì nối nó vào cái máy tính rồi mình copy nó ra máy tính. Bây giờ, mà cái này nó cũng là cái cơ bản đơn giản dễ và mọi người xung quanh đều biết nên thầy Phương sẽ không dạy lại các thầy cô nữa. Nếu ai mà không biết chuyển file từ điện thoại vào máy tính như nào thì nhờ con em hoặc cháu như mình ở nhà chúng nó sẽ biết làm, đúng không ạ? Cho nên thầy sẽ không dạy lại cái này, đúng không ạ? Ok không ạ? Nha. Phần tiếp theo là sau khi mà chúng ta đã có được file ghi âm rồi, bây giờ chúng ta chuyển vào được máy tính rồi, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng nó để mà chúng ta dùng phần mềm ấy để lọc âm, lồng tiếng, thì hôm nay thầy Phương dạy các thầy cô, được chưa ạ? Nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đó. Đây các thầy cô mở cái phần tư liệu nha. Mở phần tư liệu ra này. Thầy đã chuẩn bị sẵn rồi, ghi âm sẵn cho các thầy cô rồi. Đó, để cho mọi người dùng luôn, khỏi phải ghi âm. Đấy. Mọi người thấy cách học như thế thì mọi người thấy có dễ để theo dõi không ạ? Đây. Bây giờ cái phần các thầy cô mở cái phần lời giảng này ra. Nha. Mọi người mở cái phần lời giảng này ra. Thầy đã ghi âm. Thầy đã ghi âm cho các thầy cô sẵn các file ghi âm đây rồi, mọi người thấy chưa? Những cái trang mũ đánh số này này là những cái trang mà đã được ghi âm và lọc tiếng xong rồi. Còn ở đây thì để lại hai cái file, một file là đã lọc tiếng, tức là đã lọc tiếng ồn đi rồi, còn một file nữa là file nguyên bản. Thông thường các thầy cô khi ghi âm vào thì tiếng nó sẽ bị rè 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 giống như thế này, được chưa? Bây giờ chúng ta thử mở cái file đó lên nghe thử đi ạ, mọi người mở nghe thử cái này. Hello. Trước khi vào bài học, xin mời các thầy cô và các em cùng tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng, một vùng thầm kín trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Xin mời các con cùng quan sát hình ảnh sau đây. Vùng bikini, đây là vùng kín, vùng riêng tư của mỗi chúng ta. Các thầy cô có thấy nghe thấy tiếng là khi mà chúng ta thu âm thì thường nó có một cái âm nền, nó rồ 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 rồ, những ai nghe rõ cái âm đó, những ai nghe rõ cái âm rồ 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 đấy, được chưa? Chúng ta thường thu âm là nó sẽ bị như vậy đấy, được chưa? Đây đây chính là cái phần mà thầy ghi âm lại cái phần này đây, được chưa? Thì toàn bộ cái phần đầu đến giờ nó đã gắn với lý thuyết thầy dạy chưa, là sau khi ghi xong thì chúng ta lấy điện thoại lên và đọc từng cái một, từng trang trang một mình ghi như nào,
Bây giờ các thầy cô sẽ chỉ việc lôi ra và đọc, đọc xong thì gửi nó vào máy tính, được chưa? Rõ chưa? Đấy, vậy thì đây chính là cái file mà chúng ta ghi âm cái trang vừa rồi, được chưa? Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là nó, nếu mà nó tiếng nó rè như thế mà đưa vào bài giảng thì làm sao mà đạt yêu cầu được, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lọc cái tiếng rè đấy vứt đi, được chưa? Chúng ta có thể lồng được nhạc nền vào để cho nó vừa, ngoài cái tiếng của mình ra thì nó sẽ còn có cái những âm thanh ví dụ như là tiếng nhạc nền du dương, mọi người hiểu không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta phải làm thế này. À, có thầy cô nói rằng là ghi âm mà nó lại bị gà gáy chó sủa nó lẫn vào, đúng không ạ? Thì có một cái phần mềm là phần mềm script đấy, thì chúng ta dùng để lọc âm nhé. Các thầy cô, cái phần mềm này nó cực hay khi thu âm này, kể cả chó ở bên cạnh, nó đứng bên cạnh nó cắn, nó sẽ chỉ thu âm tiếng của mình thôi, nó không thu âm tiếng chó, bởi vì nó biết rằng là đâu là chó đâu là người. Thầy cô thấy phần mềm hay không ạ? Thầy cô nào vào chuyên sâu thì có lẽ thì thầy Phương sẽ giới thiệu với các thầy cô thêm cái phần mềm này nữa để mà mình phân biệt. Kể cả mình đứng bên cạnh, mình nói có một người đứng bên cạnh mà vỗ tay. Đấy, mọi người thấy thầy Phương đang vỗ tay nhưng mà các thầy cô có thấy rằng là nó không không ghi vào vào trong máy tính không ạ? Đây này, các thầy cô nhìn thử nhá. Bây giờ nghe thử nhá. Nghe nhá. Thầy vỗ tay cho mọi người có nghe thấy tiếng vỗ tay không nhá? Có nghe rõ tiếng vỗ tay không? Vỗ rất là to đấy. Đấy, phần mềm nó lọc, nó vứt luôn cả tiếng vỗ tay đi, nó chỉ nhận mỗi tiếng mình nói thôi. Đấy. Được chưa? Ok không ạ? À? Nha. Phần mềm rất là tuyệt vời. Cho nên chó bên cạnh kêu hoặc là mình đang ấy mà con mình nó hét hoặc là chồng cấu một cái kêu á cái thì nó chỉ ghi âm từ lời nói, nó không ghi á đâu nhá. Đấy, cho nên là mọi người sẽ thấy rằng là cái phần mềm là phần mềm script nha. Mọi người vào trên kênh YouTube của thầy có cách hướng dẫn sử dụng phần mềm đó rồi đấy nha. Ok. Xong rồi, bây giờ chúng ta vào cái phần nội dung là lọc tiếng như nào này. Bây giờ đây, giả sử mình ghi cái phần ghi âm của mình thế, đúng không? Nó bị rè như vậy thì làm sao lọc tiếng nó đi được, đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ dạy cho các thầy cô đây. Chúng ta mở phần mềm Filmora ra. Phần mềm mà thầy yêu cầu các thầy cô cài đặt rồi đấy nha, Filmora đây. Mở lên. Hôm nay mà ai còn bảo em chưa có phần mềm này thì thầy chịu nha. Thì đành ngồi chơi xây nước, ngồi ngắm đi, rồi là mai về rồi là tải vào để mà cài và thực hành nữa nha. Cái phần mềm mà thầy nói ạ, thầy sẽ show luôn cho mọi người nhìn đây này, trên màn hình đây là phần mềm này nha, tên của nó là như này, script nha. Đó thì mọi người sẽ cài phần mềm này vào, nó sẽ coi như thành một cái micro và mình sẽ dùng nó để lọc tiếng khi mình dạy, thì nó chỉ lọc, nó thu tiếng mình thôi, thu tiếng quạt, tiếng điều hòa nó không thu vào đâu nha, tiếng chó sủa nó không thu rõ vào đâu nha. Đấy, chúng ta mở cái phần mềm này ra và new project đấy. Khi các thầy cô mở cái phần mềm này ra này thì có thể nó sẽ yêu cầu chúng ta, nó sẽ giới thiệu về cái trang của nó để chúng ta mua đồ mà. Đấy, các thầy cô vào đây, các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ bán các cái hiệu ứng các kiểu đấy, và chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua thì cũng khá là đắt đấy nha. Nhưng mà các thầy cô buổi sau thầy giới thiệu sâu hơn về cái phần mềm này thì những tất cả những thứ nó bán trong này thầy sẽ tặng các thầy cô nha, 2.000 đô nhé. Ai thích thì cứ xin mời vào khóa chuyên sâu nhé. Bây giờ như này là chúng ta đầu tiên khi mà chúng ta mở phần mềm này, đúng không? Thầy sẽ ghi vào phần lý thuyết cho thầy cô này. Sử dụng Filmora để lọc tiếng, lồng tiếng. Đây. Sử dụng Filmora để lọc tiếng này, lồng tiếng này. Thì bước 1 là khởi động phần mềm thì đơn giản rồi đúng không ạ? Khởi động phần mềm lên. Khởi động phần mềm. À, sau đó thì chúng ta sẽ để mà import bước 2 thì cho nó rõ. Này là import cái file âm thanh hoặc là video mình cần xử lý. Và cách import
khi chúng ta mở lần đầu tiên đấy, mở mới ra như này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó là có cái chữ import media file here này. À, chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng chữ này. Thì chúng ta sẽ bấm vào đấy, bấm vào import media here, đúng không? Chúng ta dán nó vào đây, đây này, rồi, ok, bấm vào đây. Và các thầy cô sẽ mở cho thầy cái bộ tư liệu đó ra, tư liệu khóa học của mình ra. Mình vào cái tư liệu khóa học, vào storyline cơ bản, vào tài liệu này, mở cái lời giảng ra. Và các thầy cô mở cái đoạn âm thanh là giới thiệu vùng bikini nha, mà chưa lọc ấy, cái vùng bên trên này, giới thiệu vùng bikini này nha. Mọi người nhìn, mở cái file này ra, mở cái file đó ra. Sau đó thì tìm đến cái file cần lọc, cần xử lý, cần làm. Đây, ví dụ mình muốn làm cái file này thì mình mở ra, mình tìm cái mình bấm open là nó ra. Hôm nay tự nhiên này, lâu này. Rồi, sau khi mà các thầy cô mở nó ra này, đấy, sau khi mở ra, hôm nay là phải phải làm tỉ mỉ chi tiết nha. Sau khi mở ra thì kéo nó vào cái timeline ở bên dưới để mình xử lý. Thế thì các cái âm thanh video ở bên trong cái phần mềm này, các thầy cô thấy rằng là mình muốn làm việc thì mình phải kéo nó xuống dưới này. Đó. Thì đây là phần mọi người có thể nhìn rõ này. Là nó sẽ có hai cái track này. Cái track audio là để kéo âm thanh vào. Đây là track 1. Cái track video là cái thanh bên trên này, là dùng để kéo video vào. Được chưa? Share lại màn hình này. Nha. Đấy, thế thì mình sẽ kéo kéo cái file đó vào đây, thì kéo nó vào đây rồi đúng không? Bây giờ các thầy cô này cũng import tiếp này, mọi người có thể import tiếp đi. Ví dụ mình nháy chuột phải, mình bây giờ khi mà chúng ta cách một cách nữa để import là nháy chuột phải vào cái phần media này. Nếu mà chúng ta đã có những một số thứ ở bên trong này rồi thì nó không không trống như ban đầu nữa, thì chúng ta nháy chuột phải vào đây và chúng ta chọn là import. Đấy, thì cách thứ hai. Đấy, cách thứ hai để import này. Và như này, hoặc nha, hoặc nháy chuột phải ở chỗ media đấy và chọn import. Thì chúng ta có thể thêm được, giả sử bây giờ thầy thấy import thêm này, các thầy cô nháy chuột phải ở đây thì cô có thể import thêm một vài thứ vào đây. Ví dụ như là các thầy cô mở lại cái phần tư liệu này, các thầy cô lấy ra một vài cái video đi, lấy cái video nền xanh này cho vào, hay là import thêm một cái đoạn âm thanh, đoạn nhạc gì đấy, hay là hình ảnh. Đấy, các thầy cô có thể lấy ra một vài cái hình ảnh đưa vào đây. Đó, ví dụ như này. Như vậy là cái cách để mình đưa đưa âm thanh, hình ảnh, phim vào trong này, thì cách làm như thế nha. Đấy, mọi người có thể lấy một cái đoạn nhạc ở trong máy tính của mình ấy, mọi người import vào đi. Thầy sẽ lấy tạm cái đoạn nhạc mà có sẵn ở đây. Đấy, vậy thì đây là những cái cách import các file vào bên trong cái phần mềm để làm việc. Những ai đã rõ cái cách import file vào bên trong rồi thì đánh số 1. Những ai chưa rõ thì đánh số 0 thôi nào. Mọi người import vào đi ạ. Thì cô import để mình sẽ có tư liệu để vào bên trong này nha. Rồi, đấy là cách mình vào. Vậy thì mình muốn đưa nó vào thì có thể cứ kéo nó vào. Giả sử mình muốn đưa ảnh vào đây thì kéo nó vào. Đấy, thì nó sẽ nằm ở cái trang này. Mình kéo tiếp một cái ảnh nữa vào lên trên thì nó sẽ có thêm một cái ảnh nữa, nó lại nằm ở cái trang trên, nó sẽ tự sinh ra một cái trang trên. Đấy, như vậy thì muốn kéo cái gì vào để đưa vào trong thì các thầy cô cứ kéo nó từ bên trên này và kéo xuống.
Đấy, như kéo âm thanh thì nó lại thêm một cái lớp nữa ở đây. Như vậy các cái lớp ở bên trong cái phần mềm này nó sẽ xếp chồng lên nhau. Cái nằm trên thì nó sẽ che cái nằm dưới. Đấy, cái nằm trên thì che nằm dưới, mọi người nhìn thấy không? Cái nằm trên sẽ che cái nằm dưới. Cứ kéo cái video này vào lên đây chẳng hạn. Thì video này nó nằm trên thì nó sẽ che luôn. Nó sẽ che luôn toàn bộ những thứ nằm bên dưới nó. Như vậy nó theo cái quy luật là giống như quy luật mình xếp quyển sách ấy, thì quyển nằm bên trên nó sẽ che quyển nằm bên dưới, mọi người nhìn thấy không ạ? Đó. Mọi người cứ hiểu cái chỗ nào nhưng mọi người có thể thể kéo vào đi ạ, để thử đi ạ nha. Để mình thấy rằng à, những thứ mình kéo vào thì cái gì mà nó nằm trên thì nó sẽ che cái nằm dưới. Thấy chưa? Rồi ok. Bây giờ các thầy cô xóa hết. Mình muốn xóa đi này thì các thầy cô cứ bấm vào phím delete mà gì mà xóa ra nhá, chọn một cái đấy và xóa đi. Đấy, ví dụ thầy bây giờ thầy sẽ để lại mỗi cái phần âm thanh là giới thiệu vùng bikini. Mọi người để lại cho thầy đúng một cái âm thanh này thôi ạ. Những ai đã xong cái phần này thì bấm ok vào. Kéo được rồi đúng không? Bây giờ xóa đi. Chỉ để một cái âm thanh là vùng giới thiệu vùng bikini này thôi. Ai làm được đến đây rồi thì ok đi. Rồi, ok. Bây giờ mới là đến cái câu 2 này. Cái này cô nhìn này. À, đối với một cái âm thanh khi mà chúng ta ghi âm ấy thì chúng ta đưa vào, chúng ta có thể làm cho nó âm thanh của nó to ra hoặc nhỏ đi. Được chưa? Nha. Thế thì cô làm đúng cho thầy Phương là chúng ta làm với cái file này nha. Đó, làm đúng cái file này đi. Bây giờ chúng ta sẽ ghi này là cách làm, kéo đây chụp luôn cả cái ảnh này mà. Đấy, kéo từ bên này, kéo nó xuống đây. Đấy, kéo từ đây kéo xuống đưa vào trong này. Đây là cách kéo nha. Rồi kéo xong rồi đúng không? Thì bây giờ này, cách làm cho âm thanh to lên hoặc nhỏ đi. Yeah. Thì chúng ta muốn làm điều đó thì các thầy cô dê chuột vào phần âm thanh. Khi nào mà con trỏ ấy nó ra cái hình bàn tay như này. Dê chuột vào cái đường vạch ngang mọi người nhé. Khi nào nó ra hình bàn tay thì chúng ta kéo lên được. Đấy. Mọi người dơ nhìn thấy bàn tay không ạ? Chúng ta sẽ kéo nó lên được. Kéo lên thì nó to lên, mà kéo xuống thì nó nhỏ đi. Như vậy thì mình có thể làm cho âm thanh nó to lên hoặc nhỏ đi bằng cách này. Được chưa? Làm sao để xuất hiện hai track âm thanh thì mình cứ kéo thêm một cái âm thanh vào đây thì nó sẽ thêm một track. Đấy, muốn thêm một track nữa kéo thêm cái âm thanh xuống cái nữa thì nó sẽ có ba track. Được hiểu chưa? Cô Nhung hiểu chưa? Mình muốn có bao nhiêu thì mình cứ kéo thêm vào thì nó tự sinh ra thêm cái track nữa để nó chứa. Được chưa? Ok không ạ? Nha. Đấy. Bây giờ các thầy cô kéo âm thanh cho nó to lên. Được chưa? Cách làm này. Giơ trỏ chuột. Trỏ chuột vào cái đường kẻ ngang. Rồi khi nó biến thành hình bàn tay thì giữ chuột và kéo lên để cho âm thanh to hơn, mà kéo xuống thì âm thanh là sao? Nhỏ đi. Đấy, âm thanh nhỏ đi nha. Kéo lên thì âm thanh to, kéo xuống thì âm thanh nhỏ đi, được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nghe thử này. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta cầm bấm chuột vào cái đường màu đỏ này, chúng ta có thể giữ chuột và chúng ta dê nó đến cái vị trí khác nhau để mình nghe thử. Mình bấm đến mình muốn nghe đoạn nào thì mình giơ cái cầm cái gọi là player head này đúng không, để chúng ta đến di chuyển nó đến vị trí đó để nghe. Được chưa? Đó, cách nghe thử âm thanh này. Cách nghe thử âm thanh là đặt con trỏ ở cái vị trí mà mình muốn nghe, rồi bấm dấu cách. Đó, thì nó sẽ mở.
Đúng không ạ? Mình sẽ bấm dấu cách. Nha. Để nghe. Và muốn dừng lại thì bấm dấu cách. Thì bấm dấu cách một lần nữa. Ok không ạ? Bấm dấu cách một lần nữa là được. Đấy, ví dụ thầy bấm dấu cách để nghe này. Trước khi vào bài học, xin mời các thầy cô và các em cùng tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng. Được không ạ? Mình bấm cách một cái thì nghe, cách một cái thì dừng, cách thì nghe. Vùng thầm kín trên cơ thể và chúng ta cần nâng niu. Đấy, bấm dấu cách cái nữa lại dừng. Được chưa? Hoặc có thể bấm vào cái chỗ này. Bấm vào chỗ này cũng được. Nha, bấm cái chỗ này này. Cũng được. Nhưng mà cái cách đó nó không nhanh, đúng không ạ? Mà chúng ta bấm dấu cách là được. Những ai đã nghe được và dừng được rồi thì bấm số 1 vào nào. Rồi. Dễ đúng không mọi người? Rồi đấy. Bây giờ đến cái phần tiếp theo này. Các thầy cô nhé, thấy rằng là cái đoạn đầu này mình có cái gì ạ? Alo này. Trước khi vào bài. Và đến đây mình mới nói, đúng không ạ? Như vậy toàn bộ từ đầu đến đây là thừa. Vậy làm thế nào để mình cắt đoạn thừa đi, đúng không ạ? Nha. Làm thế nào để cắt đoạn thừa đi? Cách cắt đoạn âm thanh bị thừa đi. Chúng ta sẽ đặt con trỏ ở vị trí cần cắt, sau đó thì bấm cái kéo thì nó sẽ cắt đôi cái âm thanh đây, và cái phần nào muốn vứt đi thì mình xóa đi, bấm phím xóa để xóa đi. Đấy, bây giờ mọi người nhìn này. Ví dụ mà toàn bộ cái đoạn đầu cho đến cái chỗ này là cái chỗ thừa mình phải vứt đi, đúng không ạ? Thì các thầy cô cứ hình dung như là cái âm thanh này nó giống như một cái đoạn băng giấy. Chúng ta muốn cắt đoạn nào đi thì ta đặt kéo ở chỗ đấy. Nhưng sau đó cầm cái kéo này, bấm vào đấy cả. Như vậy bây giờ nó đã được cắt đôi ra thành hai miếng. Mọi người thấy không ạ? Và cái phần này là miếng thừa, đúng không? Mình xóa đi. Đó chưa ạ? Nha. Đấy. Mọi người chỉ việc đặt đúng cái vị trí này thôi ạ. Sau đó bấm vào cái kéo để cắt đi. Ví dụ tiếp tục, giả sử đến cuối này. Của chúng ta. Như vậy thì toàn bộ cái phần đằng sau là cái phần gì ạ? Phần thừa, đè 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 phần thừa, đúng không? Thầy muốn cắt cái phần sau đi thì cũng thế thôi, đặt con trỏ ở vị trí đó. Bấm vào cái cắt. Rồi cắt đi. Rồi. Rồi thầy cắt cái này đi, ví dụ thế. Được chưa? Như vậy là cắt đầu cắt đuôi, đúng không? Vậy muốn cắt một cái ở giữa thì làm thế nào? Được chưa? Muốn cắt một cái ở giữa thì thầy cô sẽ đặt cái con trỏ ở đó, ví dụ như này. Vùng thầm kín trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu bảo vệ đó chính là vùng bikini. Giả sử thầy muốn cắt cái chỗ vùng bikini nhá. Các thầy cô lại nhìn thêm một cái kỹ thuật nữa này. Chúng ta dê trỏ chuột lên cái phần phần thước ấy, thời gian đấy nha. Cái cách để phóng to. Cách để phóng to nội dung để nhìn rõ phần này chưa có hình ảnh minh họa này, đúng không? Phần này làm cái hình ảnh minh họa đây cho mọi người nhìn để mai. Đây, đặt con trỏ vị trí này, chọn cái kéo này để cắt này. Rồi. Thế bây giờ cách phóng to nội dung mình muốn nhìn zoom lên như này để cho nó nhìn rõ từng cái đoạn âm thanh một thì làm thế nào? Thì chúng ta giơ trỏ chuột vào khu vực thước. Đấy, giơ trỏ chuột vào khu vực thước. Sau đó thì mình sẽ kéo sang bên phải hoặc bên trái nha, để thu nhỏ.
Dơ cái chọi chuột vào cái vị trí thước ấy. Lúc đó nó biến thành mũi tên hai đầu, kéo sang trái hoặc sang phải thì nó sẽ phóng to hoặc thu nhỏ. Đấy, ví dụ thầy dê chọi chuột vào đây này, mọi người thấy không ạ? Sau đó thầy kéo nó sang trái thì nó sang phải thì nó sẽ to, phóng to ra, mà kéo nó sang trái thì nó sẽ thu nhỏ. Đấy, vậy cái này rất cần thiết để mình có thể nghe rõ từng cái đoạn một, từng cái sóng âm thanh một này nó là cái gì. Mọi người có hiểu ý nghĩa của cái việc phóng to thu nhỏ này không nhỉ? Được chưa? Đấy, thì các thầy cô sẽ phóng to thu nhỏ như vậy đúng không? Đấy, mình sẽ thu nhỏ lại này, thu nhỏ này, thu nhỏ này. Rồi, tạm thời thì không nói cái đoạn cắt giữa đấy nhá, bởi vì là bây giờ mình sẽ đến cái chỗ quan trọng hơn, chốc cắt giữa sau nha. Làm sao em ấn dấu cách mà không thấy nói gì, em nhìn thử xem nào. À, xem nào. Chắc là cô Ngân đặt trỏ chuột ra chỗ khác, ví dụ mình đặt ra bên ngoài này thì khi mình dấu cách Trước thì khi vào bài học à, của một đây 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 ạ. Nếu như mà chúng ta bấm dấu cách mà không nghe thấy gì ấy, thì mình thử nhìn xem mình có bấm vào đây này. Cái loa này này. Cái loa này là cái phần tiếng của nó này. Đấy, nếu như mà mình bấm vô tình mình bấm vào nó này thì nó sẽ khóa tiếng lại thì sẽ không nghe cái gì cả. Đây là cái cách để mình có thể tắt cái tiếng của cái đoạn chat này đi. Đấy, đó cũng là một cái cách nha. Ok không ạ? Bây giờ thầy sẽ nói đến cách lọc âm này. Cách lọc âm. Cách lọc âm thanh nha. Cách lọc âm thanh. Mình muốn bỏ cái tiếng rè đi đúng không? Các thầy cô làm như sau. Chúng ta cắt đầu thừa cắt đuôi thẹo đi này, sau đó bắt đầu gọi là vào sơ chế đây. Thì đầu tiên là lọc âm thanh. Được chưa? Nha, lọc âm thanh này. Sau đó các con muốn lọc âm thanh thì nháy chuột phải vào đoạn âm thanh. Rồi chọn là adjust audio. Nha. Đây này. Chúng ta sẽ nháy chuột phải vào đoạn âm thanh. Chọn cái chỗ là adjust audio. Đấy. Adjust audio. Ok chưa? Mọi người bấm vào đấy được chưa? Nháy chuột phải nè. Nhớ phải chọn vào nó nhé, nháy chuột phải. Chọn adjust audio. Đây, chỗ này rất hay đây. Chúng ta sẽ có thấy một cái dòng như này. Cái chỗ này này. Remove background noise. Đấy, thì chúng ta phải đánh dấu tích vào đây. Remove background noise có nghĩa là xóa bỏ cái tiếng tiếng nhiễu, tiếng ồn ở trong nền. Nha. Click vào đó. Và đó bấm vào chỗ remove back noise. Đấy, thì đánh tích vào đây. Khi đánh tích vào đây thì nó sẽ có cho con mình này mấy lựa chọn này. Weak, nếu như tiếng ồn đó nhỏ thì mình để weak là yếu. Nếu tiếng ồn yếu mọi người đánh dấu tích vào nghe thử này. Play thử đi ạ. Bật cái tiếng lên này. Đó chính là vùng bikini. Xin mời các con quan sát hình ảnh sau đây. Chúng ta thấy nó vẫn còn hơi một chút ồn đúng không ạ? Chúng ta tăng nó lên thành medium, giữa mức độ là gọi là tiếng ồn nhiều hơn. Được chưa? Đó, sau bên bây giờ mình nghe thử đi. Vùng cầm kín trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Các thầy cô đã thấy nó trong hơn chưa? Nhưng ai thấy trong hơn rồi? Mọi người thấy hay chưa? Đang tiếng ai? Nó đang ồn như vậy đúng không? Chúng ta chỉ cần lọc như thế này là nó đã trong rồi. Mọi người thấy hay không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ xóa được cái âm thanh rè rè ở nền đi. Được chưa? Nếu chúng ta để strong này, là trong trường hợp nó rất là ồn thì chúng ta cũng để strong này.
còn nếu không thì chúng ta lọc nó sẽ bị hơi tiếng hơi méo đi đấy. Chúng ta nghe thử nhé. Mọi các em cùng tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng, vùng thầm kín trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn mức độ phù hợp nha. Thầy nói lại này, thầy cô nhìn này, nhé chuột phải, được chưa? Mọi người làm đi, nhé chuột phải vào cái phần âm thanh, nhìn kỹ, thấy cái chữ gì? Adjust audio, được không nào? Mọi người thấy không ạ? Adjust audio, rồi làm đi, nhé chuột phải, adjust audio. Trong này đánh dấu tích vào cái chỗ remove background này, noise này, để nó xóa tiếng nền, và mình sẽ nghe thử từ weak cho đến medium và strong xem là nó ở cái mức độ nào. Được chưa? Đấy, mình để medium là vừa đúng không ạ, thì để medium, còn nếu phải để lên strong thì có thể cô để lên strong. Được chưa? Đây mình sẽ chọn cho cái mức này, chọn cho cái mức này. Rồi thầy sẽ giới thiệu với cô, thầy cô nó còn hay hơn nữa như này cơ nha. Đây. À, thế thì bây giờ đây là nghe là trong rồi đúng không? Mà chúng ta cần nâng niu bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Xong. Tiếp tục này, đến phần này, phần này là phần rất hay này. Đấy, các thầy cô thấy rằng là mình có thể chỉnh cái này. Mình có thể chỉnh tông giọng cao hoặc thấp. Biến giọng thành giọng nam hoặc giọng nữ, kiểu như thế nha. Chỉnh cái tông giọng là cao hay thấp, cao thấp này thì chỉnh chỗ gì ạ, là pitch, pitch này nha. Đây ví dụ này, thầy muốn chỉnh là cái tông giọng trầm đi, kéo cái pitch này xuống này, mình nghe thử đi ạ. Là đang cần nâng niu bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Sau rồi con và bạn sẽ nghe nhạc, nghe nhạc. Hay không? Mọi người thấy hay không? Vừa thành âm trầm rồi đúng không? Đó. Nếu mình muốn biến cái giọng này thành cái giọng the thé, tăng cái giọng pitch lên, được chưa? Nó sẽ thành giọng cao. Có vùng thầm kín trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Mọi người các con và bạn sẽ nghe nhạc. Cho nó hết cỡ đi xem làm sao. Nào bây giờ các thầy cô đã thấy bí mật chưa? Đã thấy bí mật ở trên ví dụ như là các cái clip người ta làm mà đang giọng này thành giọng kia chưa? Mình mọi người đã thấy nó ở đâu chưa? Thấy bí mật này đã được giải thích chưa? Mình thấy tuyệt vời không ạ? Hay không? Thể mà chúng ta cần nâng niu bảo vệ, đó chính là bikini. Rồi, mọi người thấy hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đó, bây giờ mình đã làm được cái việc này chưa? Mình nghe chúng nó làm không hiểu chúng nó làm kiểu gì đúng không? Đấy, bây giờ được giải mã rồi đúng không nào? Đấy, đấy chính là cách biến giọng. Vậy thì nếu như nha, nếu như trong một đoạn clip này các thầy cô lại muốn là gì? Đoạn thì tiếng người này, đoạn thì tiếng người kia thì sao đúng không? Ví dụ đoạn đầu là mình để âm bình thường. Trước khi vào bài học, xin mời các thầy cô và các em cùng tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng, một vùng thầm kín trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu và bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Bây giờ giả sử thầy muốn là cái câu là đó chính là vùng bikini thì dùng âm trầm. Đúng không? Thế thì chúng ta làm gì ạ? Bởi vì cái này khi chúng ta áp dụng thì nó sẽ áp dụng với toàn bộ cả cái đoạn này ra. Vậy thì mình muốn xử lý đúng với đoạn nào đúng không? Thì mình sẽ cắt cái đoạn đó ra. Bây giờ thầy nhắc lại cái cách cắt là gì? Cái bây giờ thầy muốn cắt riêng cái câu này này. Đó chính là vùng bikini. Bây giờ thầy muốn chỉ cắt riêng cái câu đó chính là vùng bikini ra đúng không? Mình đặt trỏ chuột vào cái vị trí mình muốn cắt. Được chưa? Được chưa? Sau đó mình bấm vào cái kéo mình cắt đôi nó ra. Đó chính là vùng bikini. Đấy, dừng lại. Muốn cắt tiếp đôi ra. Như vậy thì bây giờ mình đã cắt nó ra thành mấy phần đấy các thầy cô? Cắt thành 3 phần đúng không nào? Vậy thì cái phần này này, mình muốn tiếng của mình dự thành một tiếng khác, cái câu này một thành một tiếng khác thì ta làm gì đây? Ta chỉ việc gì ạ? Cho cái hiệu ứng nó vào.
Đấy chưa? Cho cái ví dụ như mình muốn âm âm gọi là âm cao nhỉ, thì cho này lên, bây giờ nối vào nhau thử nha. Đấy. Đặt vào đây. Giờ play thử này. Chứ chưa cơ thể mà chúng ta cần được nâng niu bảo vệ đã đáng chính là dùng bikini. Mọi người các con quan sát hình ảnh sau. Được không ạ? Vậy cái câu này tự nhiên nó biến chuyển đúng không? Giả sử cái câu này mà lại thầy lại muốn là gì? Nó thành âm trầm. Cho nó trầm xuống. Đấy thì sao? Âm thầm khí chất trên cơ thể mà chúng ta cần được nâng niu bảo vệ. Đó chính là dùng bikini. Mọi người các con quan sát hình ảnh sau đây. Dùng bikini. Được không thầy cô? Mọi người thấy thích không? Mọi người có thấy thích ở chỗ này không ạ? Có thấy thích chỗ vùng bikini này không? Hay quá đúng không? Ai thấy thích vùng bikini rồi thì đánh vào xem nào. Đấy, nha. Cái cách để biến âm đúng không? Từ chỗ nọ thành chỗ kia. Giả sử như mà trong một cái đoạn mà cái thầy cô nói ấy, mà cái câu nào, cái từ nào mà mình thấy sai đúng không? Thì mình chỉ việc làm sao? Mình cứ nói bình thường, sau đó mình đưa vào phần mềm là mình cắt vứt cái đoạn đó đi. Của vùng bikini, đây là vùng kín, của vùng riêng tư của một chúng ta. Giả sử thầy muốn cắt cái từ vùng riêng tư đi đúng không? Thì thầy chỉ đặt cái con trỏ vào đây, đặt cái chỗ vùng vùng riêng tư đúng không? Mình cắt ra một cái này. Tiếp tục hết xem nào. Của vùng riêng tư. Đấy, vùng riêng tư là cái đoạn này ấy, thì cắt đôi nó ra. Giống như là cắt băng giấy đúng không? Mọi người nhìn thấy không ạ? Tức là thì nó đã cắt ra rồi lúc này đúng không? Mình chỉ còn gì nữa ạ? Mình xóa nó đi. Đó, sau đó mình ghép nó vào. Như vậy thì mình đã vứt được cái từ vùng riêng tư đi rồi. Vậy thì khi mà mình nói sai ở chỗ nào, ở trong cái bài nói của mình, kệ xin nó, được chưa? Rồi sau đó mình đưa vào phần mềm rồi mình sẽ làm gì? Mình cắt đi thôi, đúng không? Của vùng bikini, đây là vùng chín của một chúng ta. Đấy, thì bỏ được chữ vùng riêng tư rồi, đúng không? Đấy, thấy chưa? Thế là chúng ta bị mất vùng riêng tư rồi, đúng không? Các thầy cô khi bị làm được mất vùng riêng tư này đi rồi thì các thầy cô thấy vui hay buồn nào? Vui hay buồn nào? Khóc à? Khóc vì mừng quá đúng không ạ? Rồi. Đấy, vậy thì chúng ta muốn dừng lại đoạn nào các thầy cô thấy này, muốn căn chính xác này thì làm sao ạ? Mình cứ nghe thôi. Sau đó khi nào mà mình muốn dừng lại thì bấm dấu cách để dừng thôi. Con quan sát hình ảnh sau đây. Vùng bikini. Đấy, vì mình nghe thấy chỗ vùng bikini đúng không? Giả sử mình muốn cắt cho vùng bikini này đi đúng không? Thì làm sao? Đặt cái mình nghe này. Sau đó muốn muốn dừng thì mình bấm dấu cách là dừng thôi. Vùng bikini. Như vậy thì nghe rõ đây là chữ vùng bikini rồi đúng không? Vậy thì chúng ta biết là vùng bikini là nó là mấy cái câu này. Vùng bikini. Vậy muốn cắt được vùng bikini rồi thì mình nghe cho nó thật kỹ. Sau đó thì mình làm sao ạ? Mình sẽ đặt kéo đến chỗ vùng bikini. Mình cắt cái vùng bikini của mình đi. Thế là xong thôi đúng không? Đấy, thế là cắt hết vùng bikini rồi. Vứt đi. Sau đó thì làm sao? Chỗ đấy nó trống đúng không? Thì chúng ta kéo cái đoạn ở bên trên chúng ta kéo nó vào. Nhớ đừng kéo đè lên nhau nhá. Được chưa? Được chưa? Rồi ok. Đây là cách cắt đúng không? Giờ các cô thích tua nhanh tua chậm đúng không? Giờ thích tua nhanh tua chậm thì cho tua nhanh tua chậm. Nha. Rồi bây giờ tua nhanh này. Giả sử các thầy cô vừa cắt ra một đoạn đúng không? Bây giờ thầy sẽ cho một đoạn thầy tua nhanh nhá. Của vùng bikini, đây là vùng chín, của vùng riêng tư của một chúng ta. Rồi, thầy sẽ nói từ cái chỗ vùng bikini này. Của vùng bikini, đây là Thầy sẽ cắt riêng cái đoạn mà mình muốn tua nhanh ra hoặc muốn tua chậm ra đúng không ạ? Cắt đi. Thầy cô chia ra. Bởi vì khi chúng ta làm hiệu ứng lên một thì nó sẽ áp dụng cho cả cái đoạn đó, cho nên chúng ta muốn làm riêng cái đoạn nào thì chúng ta cắt rời nó ra để mình đặt hiệu ứng vào. Những ai hiểu cái tư duy này à? Ai hiểu cái tư duy này thì đánh vào. Mọi người có hiểu không nhỉ? Mình muốn xử lý đoạn âm thanh nào thành cái tiếng gì hoặc là tua nhanh tua chậm cái lời nào thì mình phải cắt rời nó ra để nó không ảnh hưởng đến những chỗ khác. Đấy, cái tư duy là như vậy, đúng không ạ? Giả sử cái đoạn đuôi là đoạn thầy muốn tua nhanh, đúng không? Thầy cắt cái phần đuôi ra. Bây giờ chúng ta mới áp dụng hiệu ứng vào đây. Thầy cô sẽ chọn vào cái đoạn mà mình muốn tua nhanh ấy, nha. Mình chọn cái đoạn hiệu ứng này.
Sau đó thì vào cái chỗ này speech nha, speech này đây, làm lại đây. Đấy, vào đây sẽ phải rơi chuẩn từ đây trước ở cái chỗ này nha, và cái này là speed đây này, speed là tốc độ, cách tua nhanh tua chậm. Cách tua nhanh chậm thì chọn, tức là mình nên cắt gì, bước một là cắt cái đoạn mình muốn tua nhanh ra, rời ra đấy. Xong là bước bước hai thì bắt đầu là chọn vào nó và chọn vào speed. Khi chúng ta chọn vào speed này thì nó sẽ ra có slow, fast, normal, freeze frame. Thì slow là chậm lại, fast là nhanh, normal là bình thường, freeze frame là nó sẽ làm cho chỗ đấy đứng im. Thì reverse là đảo ngược. Thì chúng ta sẽ có mấy cái lựa chọn như này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có slow, fast. Đấy, chúng ta sẽ có như này. Ra cái này. Đúng không? Thì slow sẽ là làm chậm. Là làm chậm. Fast làm nhanh lên. Normal là bình thường, là quay trở lại bình thường, nó lại bình thường. Và free frame là đứng im, đứng đứng hình đấy. Còn là reverse là đảo ngược. Đảo ngược này thì thường mình sẽ nên dùng ở trong video nhé. Ví dụ mình thấy muốn cho người ta đi lùi lại ấy, thì chúng ta sẽ là dùng cái reverse này. Thì mai học đến video thì sẽ nói kỹ hơn chỗ này. Thế bây giờ muốn cho tua nhanh lên này, các thầy cô bấm vào đây, chọn speed này, chọn fast này. Mình muốn tua nhanh lên mấy lần? 2 lần này. Bây giờ nghe thử xem nó này. Đây, bình thường này. Nghe nghe sau đây một cái đi đây là gì một cái thứ một ngàn năm Hay không? Các thầy cô thấy hay không? một cái đi đây là gì một cái thứ một ngàn năm Đây, cho trước trước khi mà mày học mình nhìn thấy đã làm được những điều phi thường mà trước đây mình làm chưa, mình chưa làm được chưa, đúng không ạ? Đấy, cho phát nữa đi, cho phát gấp 4 lần như này. xin mời bà con quan sát nghe ngày sau đây học kỹ lập trình kiến thức cần Nhanh quá đúng không? chất chất Rồi, thế bây giờ mình muốn chậm thì sao? Muốn chậm thì mình chọn gì ạ? Cũng cái này và chọn slow, và chọn là chậm bao nhiêu lần. Đấy, bây giờ chúng nghe thử này. yêu yêu bảo bảo vệ đọc tổ chức là đi xin mời bà con quan sát nghe ngày sau đây rồi chậm quá. Chậm quá. Cho chậm vừa thôi. Đấy, chậm vừa thôi. đây xin Mọi người thấy hay không ạ? Mọi người thấy hay không ạ? Đấy. Sợ không? Đúng không ạ? Còn nếu muốn cho nó lại bình thường thì sao? Thì chọn vào nó và chọn gì ạ? Normal. Là nó quay trở lại bình thường. sao đây một vùng bikini đây đây là vùng kín Được chưa? Nhanh, chậm, bình thường, mọi người đã rõ chưa? Nha. Mọi người đã thấy hay chưa? Thôi bây giờ làm nốt phần cho nhạc nền vào nha. Ok không ạ? Ví dụ mình muốn lấy một cái nhạc làm nhạc nền thì chúng ta chỉ việc kéo cái nhạc đó và đưa nó xuống với track bên dưới thôi. Đấy. Và sau đó thì cái nhạc thường nó sẽ to đúng không? Vậy thì các thầy cô sẽ làm một cái nhiệm vụ là mình chỉ cho cái nhạc nó làm sao ạ?
nó nhỏ lại là được, được chưa? Thầy sẽ cho cái phần này nó trở về trạng thái bình thường, xong rồi mọi người lại bảo dọa ma, được chưa? Đấy, vậy thì sao ạ? Có nhạc nền rồi đúng không? Nhạc nền thì chúng ta nên kéo cái âm của nhạc nền này, chúng ta giơ trỏ chuột đến cái phần thẳng thanh ngang đúng không, để nó thành cái bàn tay này, rồi chúng ta kéo cái nhạc nó nhỏ xuống. Vùng bikini, đây là vùng kín, vùng riêng tư của một chúng ta. Được chưa? Vậy chúng ta đã có nhạc nền, cho nhạc nền to nhỏ lại, về chỗ này là chỗ thừa. Vậy thừa thì làm gì mọi người? Thừa chúng ta làm gì để cắt đi? Chúng ta muốn cắt nhạc đi đúng không? Thì cái cách làm này là chúng ta nên là gì? Khi mà chúng ta làm cái phần lồng nhạc vào trong trong cái lời giảng của mình nhé, thì chúng ta đừng cắt nhạc vừa bằng lời nói. Như vậy thì nó sẽ không hay bằng là chúng ta nói xong thì vẫn có một tí nhạc, đúng không ạ? Thì chúng ta nên để cho nó lui ra một chút này, rồi chúng ta cắt nhạc đi. Đấy, mình cắt cái nhạc này như này. Đấy, mình xóa cái này đi. Vậy thì mình sẽ có một đoạn nhạc được đúng không? Một chúng ta. Và có một đoạn nhạc. Tuy nhiên các thầy cô có thấy rằng là nếu để như thế này thì là nhạc nó đang phát, sau đó nó giật, nó bị cắt đứt phụt một cái, nó sẽ nghe, nó sẽ bị giật không ạ? Đấy, vậy thì làm sao để cái đoạn nhạc ấy, cái đoạn đuôi ấy, nó phải nhỏ dần đúng không? Thì mọi người sẽ nhìn, giơ trỏ chuột vào cái đoạn nhạc ấy, mọi người sẽ nhìn kỹ là sẽ có thấy cái dấu gì đấy. Có một cái dấu gì ấy? Dấu hình màu trắng trắng ấy. Chúng ta giơ cái trỏ chuột vào đó, chúng ta có thể kéo cái này ra. Vậy thì lúc đấy nhạc nó sẽ nhỏ dần đi nha. Đó, chúng ta thấy rằng bây giờ khi kết thúc thì tiếng nhạc nó sẽ nhỏ dần. Chúng ta. Và chúng ta để cái đoạn nhạc này nó càng dài ra như này, nó sẽ vừa khít với phần đó, thì nghe nó sẽ càng chuyên nghiệp đúng không ạ? Thì nó sẽ không bị giật nữa. Mọi người thấy hay chỗ này, có hay không ạ? Như vậy là chúng ta đã lọc bỏ được nhạc nền này, cái tiếng ồn này này, cắt những chỗ thừa chỗ thiếu này, chỉnh cho cái giọng của mình làm sao ạ? Là nhanh chậm rồi các cái tones khác nhau rồi đúng không? Đấy. Thế thì ngoài ra thì đối với cái tiếng ấy, các thầy cô có thể xử lý, có thể nghe thử thêm ở cái phần adjust audio này thầy Phương chưa nói, thì mọi người về thử này, nghe thử các cái kiểu này. Đây chính là nó sẽ đưa ra một số cái kiểu mà nó bộ lọc nó sẵn, ví dụ kiểu dance, kiểu gì đó, thì nghe tiếng của mình nó sẽ có một Của khác vùng một riêng chút. tư của một chàng ta. Được chưa? Đó. Rồi xong hết rồi đúng không ạ? Như vậy thì cái phần kể cả lời nói của mình muốn cho nhỏ dần thì mình cũng chỉnh cái này. Cái đoạn đầu cũng thế nhé, mình cái đoạn đầu được chỉnh gọi là fade in đấy, chỗ này gọi là fade down. Fade in cũng thế thôi, ví dụ mình muốn là lúc nói thì nhỏ dần rồi mới to thì chúng ta chỉnh cái này ra, hay là đoạn nhạc cũng thế, đoạn nhạc muốn ban đầu nhỏ dần rồi mới vào thì chúng ta chỉnh cái fade in này. Đấy, đây chính gọi là fade in, thấy chưa? Ok không ạ? Như vậy là xong rồi đúng không? Bây giờ mình có đoạn âm thanh thu âm rất là ngon lành rồi đúng không? Trước khi vào bài học, xin mời các thầy cô và các em tìm tìm hiểu về khái niệm rất quan trọng của âm cầu kỳ. Cho cái này nhỏ nhạc đi một tí nữa. Chính trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu và bảo vệ. Rõ ràng là những xin mời các con quan sát nhạc sau đây. Một vị trí khi đi, đây là vị kín, một vùng riêng tư của một chúng ta. Đấy, xong đó thì nhạc nó sẽ nhỏ dần. Ok chưa? Đấy, vậy thì bây giờ xong hết rồi thì chúng ta chỉ việc là gì thôi ạ? Cách xuất nó ra. Được chưa? Đấy, nhanh chậm này. Rồi đến thêm nhạc nền. Thêm cái nhạc nền vào thì chúng ta chỉ việc gì ạ? Kéo cái nhạc nền để vào cái track bên dưới, rồi chỉnh cho nó nhỏ dần, nhỏ dần. Đấy, thầy sẽ nhìn zoom lại cái này để mai mọi người về nhìn lại thì sẽ nhìn cho rõ này. Chúng ta sắp xong rồi, này chắc phải quá lên 15 phút đúng không? Khoảng 10 phút, 15 phút đấy. Đó, thế thì chúng ta nhớ là chỗ này là chỗ để chỉnh, thì chỉnh cái này lại nhé, chỉnh cái phần trắng này, kéo cái ô trắng này ra. Rồi. Đây, nhỏ dần bằng cách là đặt trỏ chuột ở phần cuối
của âm thanh, sau nó biến thành cái hình, biến thành hình vuông màu trắng nhỏ, thì kéo nó về như bên dưới, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ được như thế này. Đây là cái cách làm cho nhỏ dần. Xong hết rồi đúng không rồi, có xong hết cái này rồi đúng không? Như vậy thì sao ạ? Bây giờ xuất bản nó ra là đã làm xong âm thanh đúng không ạ? Vậy thì để cách xuất cái phần âm thanh đã làm ra đúng không, xuất bản, thì chúng ta sẽ vào cái chỗ export đây này. Vào export, sẽ vào export ở chỗ này này. Video nhạc nền quá to thì kéo cái nhạc đấy xuống như bình thường, như như là âm thanh thôi ạ. Mọi người cứ giơ trỏ chuột vào cái phần âm thanh của nó kéo xuống là được nhé. Export này, ở đây trong đây thì các thầy cô sẽ chọn cái đuôi file là đuôi gì, thì mình muốn chọn đuôi file là MP3 bởi vì mình chèn vào bài giảng, mà đây là âm thanh thì chọn là MP3. Chọn nơi lưu đấy, ở đây được chưa, chọn nơi lưu, chọn tên file. Bấm vào đấy xong chúng ta chọn nơi lưu này. Đấy, chọn đuôi file muốn xuất ra này. Chọn đuôi trước đi, chọn đuôi file muốn xuất ra. Chọn đuôi file muốn xuất. Ví dụ như là MP3 chẳng hạn. Sau đó thì chọn nơi lưu rồi là đặt tên cho file. Là ok. Đây thầy làm lại các thầy cô nhìn này, vào đây này và export này. Export xong là chọn đuôi MP3, vì mình muốn lưu nó ở đâu thì bấm vào đây. Đấy, bấm vào desktop chẳng hạn để lưu vào desktop. Đặt tên cái file của này là ví dụ như là giới thiệu về vùng bikini đó, ok chưa. Sau đó bấm export. Như vậy thì nó sẽ render rất là nhanh. Xong đấy, khi xong như này chúng ta có thể bấm luôn vào file target để tìm luôn ra đến cái file đó. Đấy, khi xong này có thể là bấm vào file target để tìm luôn đến cái file đó. Ví dụ mình lưu ở desktop thì nó sẽ chỉ luôn đến desktop luôn. Khi xong thì bấm vào file target để tìm luôn đến file vừa xuất. Đến file vừa xuất. Ví dụ mình bấm vào đây thì nó ra desktop luôn. Mình không cần phải mở desktop kia, mình bấm vào đấy nó sẽ ra. Nó sẽ tự mở luôn cái file ra đây. Đâu, còn nếu mà nó ra trên ra rồi này. Ra desktop rồi. Đấy. Thế thì hoặc là chúng ta có thể mở lại nơi mà chúng ta vừa vừa lưu, ví dụ mình lưu vào desktop thì đây này, có đây rồi. Và chúng ta sẽ có luôn một cái đoạn âm thanh phần ghi âm. Xong. Trước khi vào bài học, xin mời các thầy cô và các em cùng tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng, một công thông thường kín trên cơ thể mà chúng ta cần lưu lưu bảo vệ. Xin mời các con quan sát nhẹ sau đây. Vùng bikini, đây là vị kín, một vùng riêng tư của chúng ta. Rồi, của cô Bình Nguyễn mà nó đòi mua tài khoản đấy nha, là bởi vì mình chưa thực hiện cái bước crack nha, chưa thực hiện cái phần đăng ký đấy. Xem lại cái video mà thầy hướng dẫn về cái cách đăng ký nha, xem cái video cài đặt đi ạ. Mọi người chốc nữa sẽ vào nhóm và các thầy cô sẽ post lại cho cô Bình cái phần là cái cách cài đặt Filmora đi, hoặc là mình vào YouTube mình có cách cài đặt Filmora thì nó sẽ ra nha.
Ok không mọi người rõ không nhỉ? Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta đã làm. Vậy những ai mà thấy rằng là buổi học ngày hôm nay rất là tuyệt vời không ạ? Mọi người thấy có học được nhiều điều trong buổi học ngày hôm nay không ạ? Về cái phần là hôm nay là chúng ta đã học được về phần là làm âm thanh rồi đúng không? Đấy. Chỉ còn là ngày mai thì thầy sẽ dạy các thầy cô làm video nữa. Và như vậy là chúng ta đã sẽ biết là làm được những âm thanh rất là chuyên nghiệp này. Đấy. Rồi là cái phần video, phần làm video nữa. Được chưa ạ? Đó thì đấy là những cái nội dung mà chúng ta học ngày hôm nay ạ. Rồi, ok, buổi học sẽ kết thúc ở đây ạ. Có thầy cô nào có thầy cô nào muốn phát biểu ý kiến gì không ạ? Xem là ngày hôm nay mình cảm thấy như thế nào khi học buổi ngày hôm nay nào. Thầy sẽ cho mọi người ai muốn nói gì thì bật micro lên ạ. Các thầy cô ấn tượng nhất vì điều gì khi học buổi ngày hôm nay? Cái kiến thức nào mình thấy là thích nhất ạ? Các thầy cô có thể bật micro, bật webcam lên để trao đổi xem nào. Con chào Xin thầy chào thầy Phương Phương, và tất cả các thầy cô thầy cô Dũng trong ạ. lớp ạ. Vâng, xin chào thầy Quyết ạ. Em rất là Em rất cảm ơn là cảm ơn thầy Phương Phương đã đã luôn giúp giúp cho em em và chúng em là làm được bài lọc tiếng rồi ghép nền rất là hay. Rồi xưa kia thì em tưởng là mình không thể làm được, nhưng mà hôm nay thì lại làm rất là tốt thầy ạ. Em cảm ơn thầy, cảm ơn cái tình cảm của thầy dành cho cả lớp ạ, rất là tuyệt vời ạ. Vâng, cảm ơn thầy, xin chúc mừng thầy ạ. Có thầy cô nào mà cũng nghĩ rằng là những cái việc đó nó rất là khó với mình không ạ? Mà hôm nay mình làm được không ạ? Vâng, thầy Phương hy vọng rằng là nó sẽ các thầy cô sẽ vận dụng tốt cái điều này để ngày mai chúng ta sẽ còn học cái tuyệt vời hơn và chúng ta sẽ hoàn thiện nó để làm thành những video mà cực kỳ chuyên nghiệp ạ nhá. Các thầy cô sẽ thấy là ngày mai tầm của mình nó sẽ bước thêm một cái tầm mới rồi đấy nha. Ok, nó đang bị vọng bởi vì có hai cái điện thoại cùng cùng này. Rồi. Vâng, nếu các thầy cô không có ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây ạ. Vâng. Hẹn gặp lại các thầy cô vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé.